Anh xin lỗi cơm hiên Anh xin lỗi Anh xin lỗi em Đừng uống nữa, về đi anh trương hô đã uống nhiều rồi hôm nay tôi sẽ đưa anh ấy về chung cư ngủ không được không thể ngủ bên ngoài được kêu tài xế đưa anh ấy về đi sáng mai trước giờ làm tôi sẽ để anh ấy về nhà <laughs> cẩn thận đó à, 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 đừng tha thứ cho anh em đừng bao giờ tha thứ cho anh như cơm hề anh xin lỗi em anh có lỗi với em cơm à. Chuyện này là sao vậy? Chúng ta ra ngoài đi. Anh không thèm hỏi em một tiếng luôn sao? Tối qua em có ngủ không? Trong người cảm thấy như thế nào? Anh không thèm hỏi em một tiếng. Tối qua em có ngủ không? Sao vậy? Tại sao em lại không ngủ? Anh định xin lỗi Câm Hy tới khi nào hả? Sao em lại nói vậy chứ? Một năm. Hay là mười năm? Nếu không phải vậy, thì là cả đời hả? Rốt cuộc anh định ôm cảm giác có lỗi với cung hi cho tới tận khi nào đây hả? Anh không tự tin sao? Anh không có tự tin rời khỏi cung hi hay sao? Đúng. Anh nói cái gì hả? Bây giờ công hi đang làm việc trong siêu thị đó. Vậy rồi sao? Vậy là cô ấy đáng thương lắm hay sao? Vậy thì anh cho tiền đi. Sang mi à? Nếu như anh không có tiền thì em sẽ đưa cho. Cho cô ta tiền để cô ta đừng làm việc ở chỗ đó nữa có được hay không? Anh đã sống với công hy 13 năm. Sống rất hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng anh đã gặp em, rồi làm tổn thương cơm Hi, cho nên anh rất khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi rồi sao rồi sao hả thể xác thì ở bên em nhưng mà trái tim thì vẫn dành cho cơm hy đó hả anh cũng đang rất cố gắng đi chúng ta đã có lẽ gặp mặt rồi còn gì nữa anh chôn hô à cho nên... Em làm ơn đừng gây áp lực cho anh như vậy được không? Em làm vậy không có lợi gì cho cả anh và em cả. À, chúng ta đi thôi. Anh Junho... Anh xin lỗi Anh là uống sai Cũng may là anh kịp trở về nhà trước khi Gia Râm thức dậy Anh đi tắm rửa trước đây Bộ bây giờ con định ngủ ở ngoài luôn vậy sao? Con xin lỗi. Con ở bên ngoài với viện trưởng Han sao? Ừ. dù là với viện trưởng Han đi nữa, trước khi cái thôn cũng không nên ngủ bên ngoài. Với lại con đâu phải chỉ có một mình. Dạ. Nhưng sao vậy mà con buồn vậy? Con cãi nhau với viện trưởng Han hả? Dạ không đâu. Con thấy hơi mệt thôi. Ông kêu viện trưởng Han tới nói chuyện đi chứ. Cậu ta nói cái gì với Sang Mi mà nó lại như vậy hả? ở trong xuôi nói cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi. Alo. <laughs> <laughs> Cơm Hy đang làm gì ở siêu thị sao? Gửi địa chỉ cho em đi. Cái gì? Em định tìm cổ hả? Alo, alo. Ai, thiệt tình. Hôm nay có công việc kiếm ra tiền rồi. Ủa, chị hai làm việc ở siêu thị sao? Đúng vậy đó con. Thôi, à, trước giờ chị chưa làm vậy chắc chút giả lắm tội nghiệp chị hai quá Chị hai nghĩ làm việc ở siêu thị, làm công việc chuyên nghiệp không được sao? Được vậy thì tốt, nhưng làm gì có, cả đời chị con chỉ làm việc nhà. Chị nấu ăn rất giỏi, có thể làm đầu bếp được mà. Làm việc trong bếp tích lũy kinh nghiệm, sau này có thể mở tiệm riêng luôn. Ừ, đúng đó, chị hai làm việc đó rất giỏi. Hay là bà nói chuyện với cùm hy thử đi, ý của cùm hy cũng hay đó. Ông nói đi, Lúc trước bà nói ai đụng tới tôi là bà ra mặt liền, mà bây giờ nhát gan vậy. Ông cứ như vậy hoài hay sao? <laughs> Nhưng mà nè, có nên cảm ơn cậu bên tiệm ăn không? Cậu ấy đã giúp gia đình mình rất nhiều đó nha. Tôi cũng nghĩ nên mời cậu ấy tới nhà chơi. tôi ở tiệm ăn đi. Sao giờ này mà cậu vẫn chưa tới làm việc vậy hả? Cậu nói sao? Cậu muốn xin nghỉ luôn hả? Cậu muốn nghỉ thì phải nói trước chứ nghỉ ngang vậy mà coi đường sao? Alo? Alo? À, dạ, dạ con chào bác. Cậu giúp tôi tìm được dơ râm Nhưng mà vẫn chưa cảm ơn cho đàng hoàng nữa à, Dạ không cần đâu Cậu nghe cô Câm Hy nói Dơ râm đã ổn định lại rồi Con cũng thấy mừng à, Vậy là tốt quá rồi Tất cả cũng là nhờ có cậu Cho nên như vậy Khi nào rảnh tới nhà chúng tôi chơi Tôi muốn mời cậu bữa cơm à, Dạ không cần đâu Bác đừng khách sáo như vậy Làm như vậy trong lòng tôi mới dễ chịu được một chút Mời đầu bếp dùng cơm trong lòng cũng hơi lo lắm Cậu cứ xem như đây là thành ý nha À, thật sự không cần làm vậy đâu mà dạ con sẽ tới nhưng mà tôi thấy cậu có người phụ việc mà giờ này vẫn chưa đi làm nữa sao ờ cậu ấy mới gọi điện thoại xin nghỉ việc luôn rồi ồ làm sao bây giờ con đành phải tìm tiếp thôi nếu như câm hy được vào làm thì tốt quá rồi à, chắc là cô ấy không làm đâu sao vậy à. hay là để tôi nói với nó nha ừ như vậy có được không bác chờ tôi chút ha mẹ à con mới tìm được việc làm ở đây không thể nào xin nghỉ được đâu mẹ à với lại chuyện của con con tự lo được rồi mẹ đừng lo lắng quá nha bà hà ở đâu vậy ờ à, chờ tôi chút ha mẹ ơi con phải làm việc rồi thôi nha mẹ chị qua bên này à, nè nó mới vừa xin được việc hình như hơi khó xin nghỉ à dạ nó mà làm ở đây tôi thấy yên tâm biết mấy Này, tóm lại khi nào cậu rảnh nhớ tới nhà tôi chơi nha à, dạ con biết rồi ờ <laughs> à, thầy cho gọi em à? à qua đây ngồi đi rốt cuộc dạo này cậu với sang mi sao vậy thầy hỏi vậy là có ý gì ạ ý tôi là tại sao vẻ mặt của sang mi lại như vậy ừ em xin lỗi à tôi muốn biết cậu có yêu sang mi hay không không nói được lời nói suông sao nếu cậu kết hôn với vì đứa con thì cậu nên suy nghĩ lại tôi cũng không muốn nhìn thấy con gái tôi sống không được hạnh phúc em xin lỗi à từ nay em sẽ không làm cho thầy phải lo lắng nữa đâu cậu đó vẫn còn lưu luyến vợ của cậu nên không thể cắt đứt ngay lập tức được nhưng phải nhanh chóng điều chỉnh lại tình cảm trao hết cho sang mi đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta em biết rồi à, cậu biết rồi thì tốt ra ngoài làm việc đi. Dạ. Ừ. <laughs> <laughs> Tôi cho bệnh nhân có hẹn vào được chưa ạ? À? Được, mời vào đi Dạ Qua cơm hi Sắp tới giờ ăn trưa rồi có đúng không? Ra đây với tôi đi Cô đi đi, không sao đâu và còn lại để tôi làm cho vậy tôi xin phép một lát nha ừ công việc gì nói nhanh lên đi tôi không có rảnh rỗi như cô đâu nghĩ việc ở siêu thị đi <laughs> sao cậu cần bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa đừng có làm việc ở đây để làm cho anh chun Ho thương hại cậu nữa hiểu chưa Han chun Ho thương hại tôi khiến cô không yên tâm chứ gì một trăm triệu có đủ không hai bên đã gặp mặt nhau rồi vậy mà cô vẫn không yên tâm là sao chứ cậu cần bao nhiêu tiền thì nói ra nhanh luôn đi cô trẻ con thiệt luôn đó sao cô nói như vậy là tôi sẽ nghĩ việc ở siêu thị hay sao cô như vậy tôi vốn đang định nghĩ cũng sẽ tiếp tục làm bộ cô không biết hả cố chấp như vậy đáng tự hào lắm sao một chút suy nghĩ đơn giản cũng không có bây giờ lòng cô đang không yên một chút nào đúng như vậy không Quang Kim Hi, cô muốn cho tôi tiền sao? Được thôi, muốn cho thì cho. Tôi không từ chối đâu. Nhưng mà khi nhận tiền đó rồi, tôi cũng sẽ không nghĩ việc ở siêu thị đâu. Vậy cho nên, đừng lãng phí tiền bạc làm gì. Quả nhiên tôi đã nghĩ đúng rồi. Cậu không cần tiền mà chỉ muốn anh Chun hô thương hại nên mới cố tình làm như vậy. Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy cô thôi. Vì điều đó với tôi không quan trọng gì hết. Ấy. À phải rồi Sao này Cô mà còn để cho anh ta ngủ bên ngoài nữa Cứ một bữa Thời hạn ly hôn sẽ dời lại một tháng Wow Công hy ghê thiệt <laughs> Nè Anh kêu cô ta nghỉ việc liền đi Sao Không nghe thấy hả đừng để cô ta làm việc trong siêu thị đó nữa anh thì có cách nào chứ thôi được rồi ừ, nhưng mà lần này phải động não nhiều lắm đó chắc là giá sẽ cao hơn một chút chỉ cần làm cho ổn thỏa là được tôi sẽ đưa tiền cho anh ok thôi tới liền đây ai vậy con gái nhà thông ủa cô cơ cơm chu có chuyện gì bạn anh tới đây à tôi gọi điện thoại cho em dâu nghe nói gia râm tan học xong sẽ về đây để bắt thông gia trông coi nên tôi tới để thăm gia râm à dạ ba tôi đi đón giờ rum rồi chắc sắp về tới à. ừ. anh vô nhà ngồi đợi đi nha ờ à, được à, cảm ơn cô dạ vết thương của cô đã đỡ chưa à. rồi dạ anh quên chun ờ à, cũng nhờ anh nên tôi mới không sao dạ dạ cảm ơn anh đã lo lắng nha dạ à vậy Quang chun là giang hê phải không phải sao vậy À không không có gì nhưng mà thời gian quay phim chưa được bao lâu mà đã thân thiết vậy sao gọi điện thoại tới hỏi thăm nữa bạn diễn chung thì phải thân thôi. Phải như vậy linh phim mới giống đang yêu nhau được chứ. Dù vậy cũng không nhất thiết phải qua lại. Với lại tôi nghe nói cậu Quan Chun đó đào hoa lắm á. Vậy thì sao? Ờ thì cô nên cẩn thận một chút. Ồ sao vậy? Hả? Sao? Đây không phải là chuyện mà nhà giang nên quan tâm đâu ờ chuyện của con gái nhà thông gia sao tôi có thể không quan tâm được quan hệ thông gia của chúng ta đã kết thúc tôi nói từ lâu rồi mà ờ dù là vậy ơ à, dạ con chào bác thông gia ờ à, mới tới hả gia đình sống có tốt không dạ con chào bác hai ờ trời ơi thằng nhóc nghe nói con bỏ nhà đi hả từ nay con không được làm như vậy nữa có biết chưa dạ bác mua cho con nè cầm lấy chơi dạ cơm <laughs> chu con đưa dơ rơm đi chơi một lát nha dạ ba dơ rơm à mình lên phòng dì út chơi nha con đi à. thôi hai đứa nó sắp ly hôn rồi từ đây về sau cậu đừng tới nhà chúng tôi nữa tôi thấy không tiện lắm ờ bác thông gia chẳng phải vậy sao sau khi ly hôn thì trở thành quan gia, gặp nhau cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ờ, à, với con thì em dâu, chỉ vẫn là em dâu. Giờ dù ai nói thế nào thì Jerome vẫn là cháu của con. Cảm ơn cậu đã nói vậy nhưng hiện thực lại khác. Tóm lại, duyên phận của chúng ta chấm dứt tại đây. ờ, <laughs> à, bác thông gia. À. À thằng nhóc chun hôn này thiệt là. Chuyện gì nữa vậy? Bác thông gia nói các đức nhân duyên với chúng ta rồi. Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Gì à? Hơi, nhưng mà vẫn chưa kiếm được tiền sao? Sao không thấy điện thoại gì hết? chị đang nói cái gì vậy? Thì có chút chuyện thôi. Hử? Ừ? Alo, tôi là mẹ của Sang Mi đây. Ơ, à, dạ, chị xui, chị khỏe không? Mẹ của em dâu sao? Ừ. Không phải là em dâu cũ, mà là em dâu mới đó con. À. <laughs> dạ, chị cứ nói đi. Ngày mai gặp nhau đi. À. lúc nào cũng được. Tôi đang không được khỏe, không tiện đi ra ngoài. Chị tới nhà tôi có được không? Tới nhà chị xui hả? Sao vậy? Không thích hả? Ờ, à, không phải. Ờ, à, vậy chị nhắn tên địa chỉ cho tôi đi nha. Dạ. tính dùng các nhà lộng lẫy để làm cho mình động lòng chứ gì? Bà có làm vậy thì bơn mung cha tôi cũng không có động lòng được đâu. Ha, ơi ừ, trời! <laughs> sao chị lại muốn gặp bà thông gia ở nhà mình vậy chị? Để áp đảo. Áp đảo làm sao? Cô không biết thì thôi. Có chuyện như vậy đó. Vậy ngày mai em có cần chuẩn bị đồ ăn gì không? Không cần chuẩn bị cái gì hết. Dù sao bà ta cũng sẽ không ăn đâu. Tại sao? nghe tôi nói chuyện xong bà ta sẽ không còn muốn ăn nữa bà chủ ơi dạ hết cũng vắng quá ha dạ đây là quá đơn tiền ra của tháng này ờ à, dạ được vậy chị chờ tôi chút xíu nha thôi à, dạ cho một tô canh đi ai làm bể trứng gà vậy à, khách hàng lấy trứng bị rớt xuống sàn đó anh muốn lấy cái gì hả Nè, cô mệt rồi, mau uống đi. Tôi mua uống nên mua thêm một ly, cô đừng ngại gì hết. Hôm qua cô đã giúp tôi dọn dẹp quán mà. Ừ, vậy thì tôi sẽ uống thiệt là ngon. Chị Câm Hi à, qua đem nhà một chút. Ờ, à, được. Cô cứ để đó, tôi dọn dẹp cho. À, cảm ơn anh ha. <laughs> mười một mười hai mười ba mười bốn ờ quan xích hả nè tôi mới gặp một chuyện rất thú vị à trời ơi đủ rồi đó cảm ơn bà chủ nha cậu biết siêu thị Kachun ở khu phố của chúng ta không hồi nãy tôi vô trong đó mua nước uống quầy tính tiền không có ai hết tôi nghĩ nhân viên đâu hết rồi nên đang đi tìm ai ngờ trong góc siêu thị tôi thấy nữ nhân viên của siêu thị với ông chủ đang hung nhau ở trong đó. <laughs> thiệt tình, đúng rồi, ông chú mập mập đó. Tôi thấy ngại quá. Thiệt tình á, cho nên không dám ra ngoài mua nước luôn. <laughs> kỳ ghê, đúng là kỳ cục thiệt. <laughs> Cái ông này tôi biết là sẽ như vậy mà. <laughs> Tính tiền đi. À, bà chủ mới tới hả? À! Bà làm cái gì vậy hả Cô không biết tôi đang làm cái gì hả Cái đồ mặt dày kia à, Cô hả? qua đây à. hả? Bà làm cái gì vậy Cậu tránh ra chưa Cứu cuộc có chuyện gì mà bà làm vậy Dừng lại đi Liên quan gì tới cậu chứ Cậu biết cô ta sao Phải tôi biết cô ấy đó Cái gì Anh Sơn Quân à không cần phải ra mặt đâu à, Cô cứ để cho tôi Bà nói đi Có chuyện gì mà bà lại đánh người ta như vậy hả Cái con nhỏ này Mới vừa làm chuyện dơ bẩn với chồng của tôi Được chưa hả Bà nói vậy nghĩa là sao chứ? Tôi không có làm chuyện gì hết. Cô còn dám chối nữa hả? Qua đây à, Từ nãy tới giờ, tôi có mặt ở đây. Cậu nói cái gì? Có chuyện gì à? Ông đi đâu vậy hả? Ủa, tôi có chuyện đi ra ngoài mà sao vậy? Ông đi từ hồi nào? À, hai ba tiếng đồng hồ rồi. Có chắc không? Không phải mới hồi nãy ông vẫn còn ở đây hay sao? Bà nói cái gì vậy? Tôi qua bên bất động sản đánh cờ mà. Bà nghe thấy chưa? lập tức xin lỗi cô ấy đi Ông với con nhỏ này không có làm gì hết hả Cái bà này thiệt tình, bà xem tôi là loại người gì Là loại người gì, ông đâu phải là một hai lần đâu Ê, ừ, trời Tôi kêu cậu... bà xin lỗi cô ấy ngay đi, nhanh lên Thì tại tôi hiểu lầm, xin lỗi cô được chưa Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không được ổn Hôm nay cô nghĩ gì ở chỗ này luôn đi à, Tôi có làm chuyện gì sai đâu, tại sao tôi phải nghĩ gì ở đây chứ Cô có làm sai chứ sao không Hôm trước con trai của cô mất tích Cô đã tự ý bỏ về rồi còn gì nữa chuyện đó tôi đã xin lỗi giám đốc rồi ông ấy đã thông cảm cho tôi rồi mà thì đúng rồi vậy nên tại sao ổng lại như vậy tại sao lại thông cảm như vậy hả tôi cũng phản đối cô công hy làm việc ở đây chúng ta đi thôi anh ở sao quân đi à. à anh sao quân à đi là đúng rồi đó cái bà này theo tần chất tò khơi lộn rồi con mắt à anh sao quân anh buông tôi ra đi ủa đó là ai ta à. cô có sao không cảm ơn anh. Thôi, tôi phải đi đây. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ở đây làm việc với tôi đi. Cô đừng nghĩ chuyện gì khác. Cứ nghĩ tới giờ rung thôi. Nhìn thấy tôi, cô sẽ đau khổ vì nghĩ tới chị tôi nhưng cô phải cố gắng vượt qua thì mới nuôi dơ rưm một mình được chứ coi như cô vừa làm vừa học việc khi học xong chính thức trở thành đồ bếp mở tiệm riêng cho mình đường hoàng trở thành mẹ của dơ rưm tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô tôi sẽ suy nghĩ thêm chuyện đó lúc đau khổ nhận sự giúp đỡ cũng là dũng cảm mà tôi hy vọng cô sẽ trở nên dũng cảm thật lòng đó cảm ơn anh chủ mới tới hả? Á! À! Mày làm gì vậy hả? Cô không biết là tôi đang làm cái gì hả? Cái đồ mặt dày kia! Dứt giả rồi. Nè nè! Thôi. Mình cần phải trả tiền nhà mà. À, thiệt tình. Cô đừng nghĩ chuyện gì khác, cứ nghĩ thế giờ rung thôi. Lúc đau khổ nhận sự giúp đỡ Cũng là dũng cảm mà Tôi hy vọng cô Sẽ trở nên dũng cảm Thật lòng đó Em không thể nghĩ ở siêu thị thật hay sao? Tôi đã nghĩ việc rồi. Thật hả? tốt quá rồi tôi không phải xin nghĩ để được nghe anh khen đâu không cần phải vui mừng <laughs> sao giờ này chưa giao hàng nữa anh tới rồi hả? Ờ, cô Câm Hy. Ờ, tôi cũng đang định đợi ở ngoài. Nhưng nghĩ giờ dọn dẹp thì sẽ tốt hơn, nên tôi bước vào trước. Như vậy không sao chứ. À, có sao đâu. Ờ, à, nhưng mà... Tôi... Phải cố gắng dũng cảm. Tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Nhờ anh giúp đỡ tôi ha. Tôi muốn... Được trở thành mẹ của Dơ Râm một cách thật đàng hoàng. Phải vậy chứ cô nghĩ đúng lắm cô kim hy